Việt Nam thua Hà Lan trong ngày chia tay World Cup 2023. Không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim Á quân Hà Lan, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức chung nhận thất bại 0-7 trong ngày chia tay World Cup nữ 2023. Chiều 18, đội tuyển Việt Nam mang theo quyết tâm ghi bàn thắng lịch sử vào trận đấu thủ tục với Hà Lan trước khi nói lời chia tay World Cup. Cơ hội đến ngay ở phút thứ 4 khi Bích Thủy phá bẫy Việt Vị băng xuống xong, đáng tiếc pha đỡ bước một không tốt khiến tiền vệ của Việt Nam tung cú sút với, đưa bóng đi vọt sang ngang đối phương. Xong, đương kim Á quân Hà Lan với đẳng cấp, thể lực, thể hình, kinh nghiệm vượt trội đã nhanh chóng tạo lập thế trận tấn công áp đảo. Đại diện châu Âu chỉ mất hơn 7 phút để mở tỷ số nhờ công Mikel Martin và ghi thêm 3 bàn trong 15 phút, kế tiếp nhờ công cắt ra Snoijs Vibrat dịu dào đôi. Phút 28, huấn luyện viên Mai Đức Chung thực hiện hai quyền thay đổi người khi tung trung vệ Kỳ Cựu Trương, Thị Kiều và Mỹ Anh vào sân thay Thu Thương, Hoàng Thị Loan để cải thiện khả năng phòng ngự. Sự xuất sắc của Kim Thanh giúp Việt Nam thoát một số tình huống nguy hiểm, song là chưa đủ để chống lại sức tấn công mạnh mẽ từ Hà Lan. Điển hình là tình huống phút 45, Kim Thanh để được cú dứt điểm cận thành của Diêu Giao nhưng bất lực nhìn Dani El Vanze đắp kẹp bóng ghi bàn thứ 5 cho Hà Lan. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho thủ môn Kim Thanh Giang Hỉ trao cơ hội lần đầu trải nghiệm bầu khí World Cup cho Khổng Thị Hằng. Ít phút sau, hai trụ cột là tiền đạo Huỳnh Như thay Hải Yến và tiền vệ Tuyết Dung thay Bích Thùy cũng được tung vào sân. Tình huống đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam đến ở phút 84, tiếp là cú dứt điểm của Hải Linh trong vòng 16m50 đi chệch cột dọc đối phương. Trong khi đó, Hà Lan tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo để có thêm bàn thắng nhờ công SB Prat phút 57, Diêu Giao Đư phút 83. Qua đó thắng chung cuộc 7-0, trận thắng có tỷ số cách biệt nhất kể từ đầu giải. Với kết quả này, tuyển Việt Nam chính thức chia tay World Cup 2023 với 3 trận toàn thua. Dù không thể tạo bất ngờ, song vinh dự góp mặt cùng những bài học quý báu có được sau 3 trận đấu vòng bảng là rất bổ ích, tạo động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ về nước vào ngày 3 tháng 8.